Nhận định bóng đá Everton với Man City. 3 giờ ngày 29 tháng 12, vòng 16 giải Ngoại hạng Anh, Manchester City và Everton đều muốn tiếp nối mạch chiến thắng khi hai đội sẽ chạm trán nhau trên sân Goodison Park để tranh giành vị trí trong top 4 sau những kết quả khả quan trong ngày lễ Boxing Day. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật trận đấu mới nhất nhé. Đánh bại Sheffield United ở vòng 15, Everton đã có mạch 4 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Nhưng rất có thể, ngay ở vòng 16 này, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ bị ngắt mạch thắng khi họ phải chạm trán khắc tinh Man City. Phát biểu sau khi cùng Everton đánh bại Sheffield United với tỷ số 1-0 cuối tuần qua, huấn luyện viên Ancelotti phấn khích bảo rằng ông đã chọn đúng đội bóng để tái xuất tại Premier League. Có thể hiểu được tâm trạng bay bổng ấy của thuyền trưởng người Italia vì Everton mùa này đang gặt hái thành tích tốt hơn hẳn mùa trước. Cùng kỳ này của Premier League 2019-20, Everton đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ với vỏn vẹn 14 điểm sau 15 vòng đấu. Trong khi đó, với 29 điểm hiện tại, đoàn quân của Ancelotti không chỉ leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng mà còn kiếm được số điểm nhiều hơn 2 lần so với những gì những người tiền nhiệm Marco Silva và Duncan Ferguson đem về ở mùa giải 2019-20. Đáng nói hơn, trong 4 trận thắng vừa qua, Everton đã đánh bại cả Chelsea, Leicester và Arsenal trước khi thắng Sheffield ở vòng 15. Về lý thuyết, việc The Toffees hạ gục những đội bóng từng vô địch giải đấu cho thấy đội bóng này hoàn toàn có thể quật ngã Man City, đội bóng đã hai lần đăng quang tại Premier League ở 3 mùa vừa qua. Nhưng trong một cái nhìn bình tĩnh hơn, có thể thấy rằng việc Everton chỉ thắng được Sheffield United bằng cách biệt tối thiểu lại đang gửi đi những tín hiệu đáng lo hơn là đáng mừng. Trước đối thủ đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng, Everton vẫn phải đợi đến phút 80 mới có thể ghi được bàn ấn định thắng lợi. Và thậm chí, họ còn có ít cú dứt điểm cầu môn hơn đối phương 7 so với 10. Dường như sơ đồ 4-2-3-1 của huấn luyện viên Ancelotti khi thiếu nhạc trưởng James Rodriguez vẫn mất đi khá nhiều sự biến hóa. Dù chiến lược gia người Italia đã rất bắt tay xoay sở để có được 4 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, bằng chứng là ngay trước thềm trận thắng nhọc nhằn Sheffield United, đội bóng vùng Merseyside đã thua trắng 0-2 dưới tay Bournemouth tại Cúp Liên đoàn. Một thất bại diễn ra ngay trên sân nhà. Trận ấy, Everton cũng chỉ có vỏn vẹn 2 lần dứt điểm trúng cầu môn đối phương. Sức sáng tạo giảm sút có thể không gây hậu quả khi Everton gặp những đội bóng nhỏ. Nhưng trước Man City lại là câu chuyện khác, bởi Man Xanh thời gian qua đang định danh như khắc tinh số 1 của Everton. Đội bóng áo xanh thành Manchester đã đánh bại Everton ở cả 5 lần đụng độ gần nhất tại Premier League. Trong lịch sử, hai đội từng gặp nhau tới 188 lần nhưng mạch thất bại 5 trận liền vừa qua mới là lần đầu tiên Everton thua Man City liên tiếp tại giải vô địch quốc gia như thế. Man City lúc này cũng đang trên đường lấy lại phong độ và cả sự đáng sợ, khi họ đã thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong đó, có tới 2 trận Man City cá cúp khải hoàn trên đất khách. Việc phải hành quân xa không thành vấn đề lớn với đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vì họ đang bất bại cả 5 chuyến làm khách mới nhất. Và thắng tới 3 trong số đó, với sự trở lại kịp thời của sát thủ số 1 Sergio Aguero, Man City đang nhắm đến việc trở lại nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Lúc này, Man Xanh chỉ kém Everton khoảng cách đúng bằng 1 chiến thắng, trong khi hiệu số bàn thắng bại của họ lại tốt hơn cộng 9 so với cộng 7. Nếu hạ gục được con mồi quen thuộc ở trận đấu tại Goodison Park đêm nay, Man Xanh hoàn toàn có thể trở lại vị trí phía sau nhà đương kim vô địch Liverpool, với điều kiện thứ hai là đội xếp thứ 3, Leicester, cũng phải thua trong trận đấu đêm nay. Tất nhiên, lý thuyết là vậy, còn thực tế thì việc Man Xanh có giành thắng lợi tại Goodison Park hay không thì phải đợi sau 90 phút bóng lăn đêm nay. Rất có thể kết cục của trận đấu này lại là một màn giằng co chia điểm kịch tính, khi một bên là Everton đang có phong độ cao còn bên kia là những vị khách rất có duyên lấy điểm từ tay đội chủ nhà. Dự đoán Everton với Man City 2-2.